Các bạn Thầm Tiến xin chào bà con và cô bác. Hôm nay thì lấy rễ chanh tiếp quý vị ơi. Đây là bà con cô bác đang lấy đào đây. Đây là tư chuột quý vị, đặc biệt danh là tư chuột. Chuột cống lan. Đây, bà ở đây. Tối như vậy, đây là giấy chanh như vậy. Đầu vậy cút mới lên nè quý vị. Cái gì? Đầu rồi mới vô đây luôn cho mình luôn đi bà Tiễn ơi. Bao đầy luôn đi. Vô vậy. Lấy cái giò đạp xuống á. Ơi. Vậy? Đào anh em đào vậy nó mới lấy được giấy chanh như quý vị. Thấy video này có ý nghĩa cho mà một lượt đăng ký kênh như quý vị. Đâu bà lấy giò bà đạp xuống rồi cái bao nó thụng xuống cỡ nào lần. Đâu đạp xuống coi. À. Có cái dắp giò té. Đưa vô đạp dắp giò té giờ. Đó là cái đó là dưỡng sáu phải không có. Bữa đi xuống dầm cống chứ có đi à? Không không. Không à. Không có đi mà đi cái khóa ở dưới nữa kìa, quốc nguyên cục không à. Ở dưới mà đào mà lấy cây đập bụng 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 vậy đó. Đó, ổng đưa bản nguyên cục không kìa. Ừ. Mà đất ở dưới phải dư đất này đâu. Bạn cái này rồi. Cái này người ta mới gọi là ở thì. Ví dụ như người ta mà trên đây ta làm không kịp mình rủ. Còn ta làm kịp mình để nguyên cục cho người ta vũ. Ăn cái thở ở thôi thị. Chung chứ mà làm nè. Cái gì? Thằng Lan nó nói là nếu mà làm quá kỹ thì đàn bà xanh tệ kìa. Chút xíu đi rồi vũ đi rồi thấy cái cảnh. Lan đâu có sợ ai đâu. Còn mèo nghe nha. Hồi đi mà xà ten tới nay là kỳ lạ lắm đó. Cái một lần đâu có vậy đâu. Ui, cái này nè. Cái tủ trắng gì mà sẵn ngang vậy trời. Cho ông sẵn ngang vậy đi, cho ông đi xuống đi. Đi xuống đi. Lớp nào cho có lớp đi. Lớp cho lớp đi ngang, ông sắn ngang vậy cho lớp xuống dài ra gì đi, hồi cái đi lớp xuống lại. Đừng nói cho tôi nãy giờ còn tứng nó còn biểu ông đi xuống gì đó đó. Đi xuống đi. Biểu ông chết đi đó. Nói gì kỳ. Thôi nói kỳ. Không nữa ai. Chết nữa. Chết nữa lại không. Im đi, làm đi, ăn xong rồi im đi. Không mà thiệt là tôi từ đó giờ mấy chục năm nay gọi tới bên nổng mà tôi đâu biết gì sao tôi không chết. Ơi, bữa nay có nhỏ cháu chơi nói chuyện chết luôn rồi trời ơi. Không, tại từ sớm thì tôi nghe nói là chết gì đó. Chết luôn rồi Dương Sáu ơi, Dương Sáu. Cả báo gì lâu đó anh hai. Mới vừa nói chút xíu bị trả lại liền. Anh hai ơi. Thôi đau bụng không chứ Hải? Nó đau bụng bây giờ trước đi. Làm lúc mà nào không kịp là đó biến cảnh luôn nè anh hai. Đó, okay, nó kìa. Ăn đi. Miệng nha. Ăn đi. Cơm những miếng luôn trời. Trời ơi, hết trơn cái mặt của kìa. Ông hai luôn. Dân mềm. Ông cười mà làm.
Ôi trời. Đá đâu đây vậy? Đá đâu mà bắt bộ lộn mà. Là bộ quá phá đi theo cổng đó. Bắt bộ lộn mà. Cũng vậy. Nó nhiều quá. Gãy ấy lắm nhẹ. Đâu đâu chú ông làm nó nhẹ thôi, nó đá ít. Ừ, lớt lớt chơi được rồi. Lớt lớt trên đi. Nó nằm trên nhưng mà cái này nó nằm giặt giặt trên nhưng mà. Nhưng mà đó nó nhẹ quá. Gần 8 tôi chơi tôi chịu rồi mà đưa 8 tôi vô cái cục cục bành bành không. Sao cái mấy miền. Em 98 rồi. Nói vậy thôi. Ghét người như thể dung phân cho người. Phải không? Nói mình ghét người ta hay ghét mình. Mới có nói cầu với ông hai bị Mỹ trả lời vốn những lời luôn. Đổ rồi. Ý là tôi nói trời, tôi cái bên sao tôi không biết mà là tôi mới ai cũng biết hết trơn vậy. Bởi vì con cháu đầu nó cho mình vốn vừa lợi cho cái một. Trời ơi, mà hơi sức giết con cháu thôi. Thôi, hơi sức đâu chứ chết vừa dưng. Sống mà dặn với thời. Trời ơi, trời ơi, bữa nay chơi cái bao lết. Dạ mà cái khó cái giờ này bà chế cho bà bò nè đó đó đúng là cái khó ló cái tàu lâu cái đó khiêng mà nè một hồi chén đạp vô đầu nè rồi khiêng treo bà lên trên cái con đọt xài á rồi bà coi đi không còn lấy thêm hai chiếc dép còn tay nữa chiếc dép lào á cái này thứ tám bà đưa cái xôi cho bả coi không nha mình vũ này là mình mang xôi nó hay hơn nha thiệt á mà mua mấy xôi 70-60 ngàn á xôi ép gì nè xôi màu trắng á 70 ngàn mấy nếu mình mua số lượng nhiều á chừng 50 ngàn à bà cắt kiểu sao bà cắt sao bà ngồi trên bẹp luôn đi chờ cái gì vậy sao nó thì miễn không phải miễn chơi thể dục á ai mà bây giờ cái bà này bà ngồi đây đi mà ai mà lạ đi vô cái đây nên bả thôi nói gì nghe hết này là đủ luôn nó gục cái gì nữa nãy quý vị chị em chú bác đang lấy quý vị đây rồi dễ tranh nè quý vị giải tranh này quý vị uống chị bệnh thằng quý vị đây là giải tranh nha quý vị ơi đây bà tám nha quý vị đây là giải tranh rồi giải tranh rồi nói sao cho ta nghe coi đi ta nói đây rễ tranh phải không là dễ là mình làm chuyện gì mình không tha thứ đó dễ dễ này bà con đào không lớp đào lớp vũ lớp cuốc cái gì vậy quý vị nào thấy video có ý nghĩa thì cho mình một lượt đăng ký kênh nha quý vị hai cái máy bụi hết nhau luôn hay gì mà cầm hai cái máy đi hết nhau à máy đó mà nghe lại Mỹ có hình lên chưa? Sớm giờ lấy được cũng mười mấy 20 bao quý vị. Chưa nắng tới luôn.
Đây nè quý vị, vậy tình tốt cái này nè quý vị. Đâu mà nên mày nói không mà hơn à, là biết mẹ hết trơn rồi mà thu đâu có đâu nữa mà nói. Nói ai nghe. Thu, đừng có nói cho mày làm sinh kìa. Đi đừng có nói như vậy mà. Giữa này không có luôn. Giữa này không có. Có ít. Bên bên bề nó có ba con ống này nhiều lắm. Lấy ba con ống nè. Tao mê con ống tao nè. Bên đó cũng yếu luôn. Tội của ông mà không xài mạnh hơn. Khoan, để ông mấy ông... Trên đó có không? Ông có ống không sao? Lấy đi. Cần xài của ống mà. Ông, cái của ống này ông Tương Mai ông xài mạnh lắm ông Tám. Quá, bên đây quá. Quá nhiều rồi. Bên đây, nhìn bên đây, cuốc bên đây nặng quá. Là biết cuốc vậy đó lên dễ lắm. Biết cuốc. Đi Tư Lan ơi. Cái gì bà con đang lấy dễ chanh cái gì? Một người đào, người cuốc, người vũ cái gì? Nói gì chưa nắng nữa. Cái này bà con cô bác thấy video này có ý nghĩa thì cho mình một được đăng ký kênh quý vị. Cái này là thuốc này là đi về đang đem về cho nhà thuốc của ông Tư quý vị. Đang hốt cho ông Tư hốt cho nhiều người ta bị bệnh gan đồ quý vị. Nhà thuốc của ông Tư ở dưới là chuyện chuyên trị bị gan quý vị. Ở Bình Thủy Bình Mỹ. Đâu làm lại coi sao coi chuyện. Đâu làm lại coi. Đâu làm lại coi. Nó làm xấu quắc luôn ta. Nó làm. Cái mặt vô cái làm. Nhìn thấy xấu ta làm xấu. Phải ta đẹp thì ta làm đẹp. Ta tạo dáng lên. Ừ. Cái chỗ đó cái đám đó không có sao. Cái đám đầu. Không, ở đằng nhà nãy đầu con miếng ở ngoài đó nó cũng cái bao đó bà khổng lồ xanh. Đi lấy dứ luôn không, qua cây xài luôn không chú Hải? Đó, qua cái chòm đó luôn đó. Làm đi, chừng nào xe vô đi thì tính. Làm đây chưa đủ đâu quý vị ơi. Mình nói cái này là mình muốn nghỉ chứ không ôi như đủ. Ừ. Vậy đó. Có đủ chưa? Không có số lượng. Bây giờ thấy vẽ chanh dê không quý vị? Cộng dài không? Phải làm mình coi cái ông bay vô ông cầm làm miếng chân trời. Ừ, dưỡng sáu mà, dưỡng sáu. Đây nè, cuốn cái đây nè, cái đó mới ông cầu. Nhà miếng nhựa, mà vô nhảy vô, chứ có nhựa không nhảy vô đâu. Còn nằm chơi lâu mà giống quá, chia xuống mà dưới nó đi. Trời, đông đi. Chân ơi, xuống mà dưới luôn á. Còn thử uống bông cào không? Không hết thì nó cũng lên lợi chứ có gì đâu. Nó đâu chết không sợ. Cuốc gì đó quý vị, cuốc gì ở đầu đào. Đào nè quý vị. Đây này nè đào quý vị. Đào sắn vậy đó. Trời cuốc. Chanh nó là chanh chua đó. Rồi tấp đây là vũ quý vị. Quá vô lắm nè quý vị ơi. Đúng rồi ơi.
Nè quý vị, cái gì Vũ là cái gì? Đây có hai chị vô bao quý vị. Ai gớt cái củ này lại ai lụm. Ông sang cũng gớt á. Quay hàng mấy cắt này nó đỡ ngồi chứ vậy. Điện sáu bữa nay cũng xài giấy 500 nhiều lắm rồi đó nha. Hả? Ông Điện sáu bữa nay cũng xài 500 đỏ rồi đó. Ừ. Hai chữ máu thì ta giả điếc. Trời người hết giận ta phiên hả? Chữ cho phiên. Chữ nhắn quà ta để đầu tiên hả? Ta biết sai là ta nhịn đó. Sai là sữa. Rồi. Phải vậy mới được bà Tám. Tới rồi. Phúc rồi lắm. Việc áp hơi vừa hấp mà khoáng chữ từ bi ta việc nói lính là từ bữa nay ông sáu mẫu lính hai nữa ta trời ơi lính ghê không ông sáu ơi ông dữ lắm ông rồi. Là lớn là phân bì. Tư Lan ơi, Tư Lan bữa nay ông Hải ông Vũ tới tay cho bà Tám luôn kìa. Kêu hai lính luôn tao bữa nay gan với ta. Bữa nay có học gan gồng cái gì ta. Trời cái chỗ đó tao đào rồi đào nữa. Trời ơi cái chỗ đào rồi đi đào nữa. Nói theo. Lính không đi trước rồi. Nó thấy không quý vị, Dương Sáu đào giỏi ghê quý vị. Đó. Vậy Dương Sáu đào vậy là vài bữa nữa Dương Sáu đào luôn nghe Dương Sáu. Sáu đào được cái gì Dương Sáu làm cũng được hết trơn không dạ. Có cái chữ thiện trong đây là Sáu làm được hết trơn. Có một cái nữa Dương Sáu chưa bỏ. Sáng giờ Dương Sáu dậy nó giấy 500 không. Phòng đó. Đó nó chạy đó là 2 bao rồi. Có thuốc cái gì? Mình mặn mà không tính số bao. Nè quý vị, để chanh là gì nè quý vị. Chị em nào mà bị thận đồ đó uống mát lắm quý vị. Các bạn hôm nay đội siêu tầm vượt phần kính quân lấy được gần 30 bao dễ chanh quý vị. Đây là ông trưởng đoàn nè, ông nhận cho cái đám dễ chanh này nè quý vị. Quý vị được 30 bao quý vị. 30 bao này thì em về nhà hút cho chú Tư
ở bên thêm Mỹ quý vị, ăn hốt ung gan quý vị, sơ gan rồi đó quý vị, từ từ hút cắt hay quý vị. Rồi Phạm Tấn Vlog xin chào bà con các bạn.